rảnh gì được không thấy. Ăn hà. Trời ơi con nè. Này. Đó. Ba con đàng hoàng nha anh em. Chơi đây luôn, để xuồng luôn. Mưa gió rồi không thèm thả rộng luôn. Thì được. Được, xin chào anh em và các bạn nha. Đã quay trở lại với video tiếp theo của được đó nha. Giờ mình đang trên sông Tiền các bạn. Đi lại điểm câu của mình kiếm tiếp các bạn. Nay có manh ông đợi mình đó bạn á. Cho nên là mình đi đánh kiếm rồi quay video tiếp cho bạn anh em được xem nha. Rồi được, chào mọi người nha. Giờ mình đi thôi. Ở đây ở nhà bè Mỹ Hội nữa các bạn. Mỹ Hội cao lãnh Đồng Tháp nè. Tiên các bạn. Ôi dính góc tốt rồi. Bệnh lên luôn bạn ơi. Anh xui nha. Không lên trời. Trời ơi. Dính cái gì dữ lắm rồi. Còn cá luôn. Đây cây không bạn thả xuống nguy hiểm lắm. Thôi bệnh hai tay lên luôn bạn ơi, món hàng con đầu tiên cái này thôi thua rồi. Vườn gốc nha các bạn, ra gốc nha các bạn. Bự bự rồi. Cái giảm chúa rồi. Ra gốc nha các bạn. Ui. Ê. À, khủng, à, khủng. Quá bự, quá bự. Tèo ơi. Dính gốc coi các bạn. Ôi trời bá lửa. 400 gram gì ạ. Hết sức cái bự rồi. Tưởng đâu dính gốc, tưởng đâu xong rồi các bạn. Bệnh lên xong mà nó đứt lử rồi, đứt một hai lử vậy nè. Nó còn biết lợi săn ngay lỗ mà. Ơi để đây xịn không luôn rồi. Bàn tay vậy các bạn. Ôi ôi. Tay xè luôn á. Được gỡ nó cho nó dãy quá trời dãy rồi. Được lợi coi sao nãy giờ nó lỡ mới hàng hai con rồi nha, hai con bự bự rồi, bàn tay luôn dạng ui. Hai con rồi. Hai con, hai con xuống ngồi cần này bạn, dính xong mình đang nắng lại này cái đó bạn rửa hai em ơi tắt nha. Vô cái gì tắt. Lên cá nha các bạn ơi. Dảnh. Ôi. Con tư bạn con thứ ba đã đi rồi. Nãy giờ đánh mồi cũ chưa chụp mồi mới nha bạn. Để trên thủ nó tóp xong rồi nó chê nó đậu mồi mới mình xem. Dính cái nó dính gốc luôn rồi, nó cũng tích hết đậm mà. Tắt nha. Ui ui. Quá thế cái giặc rồi. Ui cái giặc nè.
nửa ký lô gì các bạn, quá bự rồi. Hai con nãy con đầu tiên lớn mà cái này nữa nè, tụi đang trộn mồi mớ mà bị trộn quay cho các bạn xem nè, bữa cái dáng khủng luôn, kinh hoàng đi chưa. Cần chỉ đi thả lưới không sao. Hai con này thôi đủ sống mấy ngày ha, quá thế khủng các bạn. Hai là vương sơ mới vô luôn. Ủa nè, tôi mới đăng nha các bạn, vạm vãi luôn. Ây da, ây da. Ủa nè các bạn, dính nếp sâu vậy. Nha. Tắt nha. Rồi. Nãy giờ con màu cũ luôn á. Được 5 con mà thấy con là 4 con. Đánh đủ đủ luôn. Tắt nha. Được lên cá nha bạn ơi. Cái dảnh gì đây? Cái dảnh quá. Được lên cá đây. Đây cần thủ hậu ở đây. Rồi. Con này nó hết bự rồi các bạn.
ta. Sư phụ câu tôm nha bạn. Rồi quay rồi đó. Rồi. Nửa lên trái. Nguyên gốc được. Rồi sư phụ lên tôm rồi bạn ơi. Đó mở hàng một con. Anh giờ lại quay đi, tao biết lại hẹn nó làm. Con mình biết về này nó ăn ở đâu. Một con tôm. Bạn ơi tình hình này được chuẩn bị qua xong nhưng mà không được rồi bạn ơi. Qua xong chắc 3 ngày sau xuống tới Sa Đéc chứ quá. Công hậu đi xuống lại nhà mà nó ăn cháo khuya nữa thôi. Ở đây cho ngon yên ổn. Mưa ở đây luôn các bạn. Giờ đang kỉnh nè. Có thế. Nãy giờ nhiều hết rồi, có lý không? Có mấy con hả? Có cái cha ở dồ không? Không. Dảnh không hả? Chú làm cũng được chục con. Cá mà bạn dướng dây ông anh luôn. Tưởng đâu không dính cá không à. Ủa sáng sảy. Sảy rồi. Ôi chà. Bỏ cá lại đi rồi hả gỡ. Bỏ cá trước đi. Là chiều chiều giờ được sẽ đi lại xuống xuồng câu ra đó câu lại bạn ơi, hết mưa rồi. Quay kè, quay kè. Mình làm con cái rảnh bự rồi các bạn. Tôi nhớ được một con đó. Đồ. Cái xuồng nào đựng được đây. Để rộng tí đó. Đang có anh Bình đang phủ Bình á. Hồi trước mình hay đi câu chiếc vỏ đó với ảnh đó bạn, đi câu với vợ chồng ảnh, giờ có mình ảnh đi à, giờ coi với cá mưa kinh hải à, đang ngậu trong đó chén màng ra kìa. Có thế chừng này à. Sống cũng có bữa ít hơn bữa mình với anh Dạng, nhưng mà chờ này mới có 4 giờ mấy 5 giờ mà chuyển đang kỉnh ra các bạn, thấy đâu có sung sướng đâu, này đuối đuối luôn à. Leo ra rồi ông đậu đèn rồi. Quá thế dặn mưa rồi.
cái xuồng của mình đó bạn, có rộng cá thùng đó, nó mưa đục luôn bạn. Mới nhịp nhịp cặn đây. Anh là dở rồi dính không? Sảy rồi. Dở là nó vụt bù vật xuống. Kẹp cái thừa lừ hết quá. Phục tôm nha các bạn. Hết mồi. Câu bè không chạy bển đó mà bè cái dặn nó đó. Câu cái dặn. Quay cho bạn xem. Có hai cái dặn hết sức bự luôn. Đó. Dặn nè. Đó. Tôi hàng hai con khủng rồi, hai con khủng long của chúa rồi. Dảnh gì được không thấy hả? Ai bạn dạng nhìn nó dạng luôn rồi tắt tivi giờ quay kỹ chưa lấy rồi bạn. Giờ thấy nước còn im quá bạn, lấy hà ra câu hà đỏ, hà này của Tiết Ca này bạn. Hà này nè, ngắt cho phân nửa con chơi này cũng hao binh tốn đạn lắm các bạn. Hộp 60-70 ngàn mà được có 3 con bán câu tôm chiều, chín được 2 con đó. Thì còn như đây mình vô coi có con ba sa nè không bạn, để cho thử coi sao nha. Bữa mình câu trùng hồi tối lụm một con bự cũng có ký ngoài á, rồi ăn lăn xơi một con nữa. Rồi các bạn, dính cá ba sa ăn hà các bạn. Bữa mình cần cần này nó mới đá cái nồi. Bữa một cái nữa nó sướng luôn, la lên luôn, cặp lên phim nó sướng. Đang nắng đang sơi. Giờ 6 giờ mấy 7 giờ nắng đang sơi. Rồi sẵn canh cá ba sa luôn bạn. Hôm ngày mình đánh trùng, nay đánh hà, hà của Tuyết. Rồi bạn, sẽ gỡ con cá ba sa nè bạn. Ăn dính sâu trong. Có trơn á. Rồi thì gỡ con ba sa nè bạn. Nhạc khe ghê không? Hôm nay bắt đây nhiều ghê luôn á. Đó nha bạn ơi, một cặp ba sa nha bạn. Con này bự hơn con nãy, bự gấp đôi luôn á. Nè, con nãy anh bỏ luôn các bạn. Đó. Bự gần gấp đôi luôn. Vô mảnh rồi. Nói chung là hai ông đó các bạn đi theo ngầu câu ấy, chứ mình chưa thả cá ra không giờ dính bạn. Cá đây là mình cho ăn cái gì là bây giờ nó ăn mồi đó các bạn. Câu mồi nó lạ dễ dàng. Mình không cho ăn chuối không à, xách nó chuối xuống giờ mình đổi mồi xuống, đổ cho ăn bánh mì. Giờ đâu đâu ăn cám nữa đâu. Lạc lạc vô một hai con nó không nghe lời thì dính thôi. Cuốn cần những bị về luôn các bạn. Cuốn cần những bị về luôn kìa. Trời ơi anh. Nè nè nè, cuốn cần về luôn nè. Đó. Lên cá ba sa nha bạn, hai con nữa nha. Ngày hôm qua câu với nhờ hai con này, hai con nữa. Cuốn một cặp luôn. Quýu quýu không? Đó, ba sa đó. Cá ba sa đó. Cá mới móng vô. Dẫn. Ăn
trời mưa quá, bi đen nó về các bạn. Có mình đến đây à. Giờ mình cũng canh cá mà nước giờ nó ấy các bạn ơi, nước giờ nó đạp lớn rồi nè, cũng dây mình giờ nó không có chảy mạnh nữa, nó dùng. Nãy bữa ba cá dính hai con bà xà. Dàn khè luôn đã hay chứ. Rồi cho bạn xem nè, bà xà nghe. Còn chiều mưa quá, không mưa ra đây ngầu ngon rồi. Chiều coi đồ dê nó dính cái dãnh đồ bự. Nó thế đã luôn. Để im hỏng bữa con hai con nữa cho bạn xem nha, lên ba con. Bữa đi câu ngày hôm qua cũng hai con cá ba xà nữa. Mà có con bự hơn nhiều lắm. Con hai con kia có con bằng mấy con bự này, với con bự hơn nó con cả ký mấy rồi. Con này có 800-900 gram mà, chứ không có bự nhiều. Bạn đang canh cá nha các bạn. Nó. Nè bạn, lên bà xa nè bạn. Bà xa nữa nha anh em. Cá bà xa nha, ba con nghe anh em. Ăn hà nè. Sướng cái này đã rồi. Chết rồi, chứ này quýu không dạng ơi. Ăn hà, trời ơi con nè. Bạn, đó. Ba con đàng hoàng nha anh em. Chơi đây luôn, để xuồng luôn. Mưa gió rồi không thèm thả rộng luôn. Cá ba xà này lời hợp hà của anh tí à, lời chắc cứu luôn rồi, quá đã các bạn. Tại vì anh em thông cảm nghe, có mình được đậu đèn đầu nè, rồi dính cá đâu có để quay gì được đâu. Cá ba xà này ăn không giật nữa nhả các bạn đó. Đã thiệt chứ. Quá sướng nha bạn. Ba con các bạn. Vừa xuống rồi quay giới thiệu bạn bữa con lại ngầu hầu bữa thêm hai con nữa. Anh em thông cảm à, có mình được chứ tối hù à. Cho nên là được không có quay cho anh em xem cái khúc lên cá. Quay đem khúc cá lên bờ thôi à. Vàng đã lắm mày.